thì em cũng mong là anh hai mong mau về nhà để gặp ba mẹ, tại vì ba mẹ đang lo, với lại cha cũng đang bệnh, hôm giờ là đi kiếm anh hai á, là ba cũng bệnh hôm giờ, thì cũng mong là anh hai nếu như có chuyện gì thì về nhà để nói, để gia đình có gì cùng nhau giải quyết. Dạ rồi, con xin phép chào chú nha. Rồi anh chàng em gái. Dạ vâng, chú có thể giới thiệu cho con cũng như cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng được biết chú tên là gì và đến từ đâu? Tôi tên là Tần Văn Thà. Tôi tên là Tần Văn Thà, ở Tân Thạnh, Long An. Dạ. Còn em gái? Dạ, em tên là Trần Thị Kim Anh. Đây là hai cha con đúng không ạ? Dạ. Dạ rồi, thì hôm nay hai cha con chú về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ gì đây? Dạ, đi kiếm anh hai là Trần Hữu Nghĩa. Kiếm anh hai? Dạ. Anh hai bỏ đi lâu chưa? Dạ cũng lâu à, từ đầu tháng 9 cho tới bây giờ không liên lạc được. Tháng 9 năm bao nhiêu? Dạ, năm 2023. Tháng 9 hiện tại bây giờ là ngày 28 tháng 10. Dạ. Vậy là 2 tháng trời rồi. Chuẩn bị 2 tháng trời rồi. Khi bỏ đi là anh trai của em là bỏ đi ở đâu? Dạ lúc đầu là cuối tháng 8 thì anh hai còn về để làm hồ sơ gì đó để lên Bình Dương xin việc làm á. Xong rồi bắt đầu là lên 2 tháng 9 thì cũng có nhắn tin là họ có về hay không. Thì anh hai nói là bận tăng ca rồi nên không có về được. Rồi và bắt đầu là kể từ đó là không liên lạc được nữa. Anh hai của em trước lúc bỏ đi là hiện tại là làm công việc gì? Dạ cái này thì em cũng không rành lắm. Tại vì dạ, chỉ nghe anh hai nói là chỉ đi làm cái công ty gì đó ở bên Củ Chi thôi. Rồi khúc sau này bắt đầu về làm hồ sơ để chuyển qua bên Bình Dương, để làm ha. Dạ đúng rồi. Anh hai hiện tại năm nay bao nhiêu tuổi rồi em? Dạ anh hai em 26 tuổi. 26 tuổi có gia đình chưa? Dạ chưa. Chưa ha. Dạ. Nhà mình mấy anh em? Dạ nhà có 2 anh em. Có 2 anh em. Vậy là em là gái út ha? Dạ út. Rồi bây giờ là anh xin phép được chuyện trò với ba của em ha. Dạ. Chú có thể chia sẻ cái thông tin chi tiết cái sự việc mà chú biết được cái thông tin rằng là con trai của mình bỏ đi. Cụ thể hơn để cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng được biết. Dạ. Mời chú. Dạ, từ đầu tháng 9 con trai có về nhà kêu cha đưa cái sổ hộ khẩu đi ra ngoài làm hồ sơ đặng xin đổi công ty khác. Dạ. Rồi cái tôi mới đưa rồi làm xong rồi nó sổ khẩu nó điện về nó đưa cha đưa cậu ba rồi đó cha gì cha lấy rồi xong rồi từ hôm đó đến nay, từ ngày đó đến nay là điện không liên lạc được luôn. Trước kia thì con trai làm việc có hay về nhà không? Có. Con trai làm trên Củ Chi đúng không ạ? Dạ. Làm công ty. Làm ở bên công ty bên Củ Chi Tây Ninh á. Dạ. Con nghe nói đó. Rồi về làm bộ hồ sơ đặng cũng xin cũng gần công ty đó đó, cũng nó gần đó đó. Con trai đi làm việc xa nhà được lâu chưa chú ha? Làm nay này cũng là 3 năm rồi. 3 năm học ra rồi làm này 3 năm rồi. Học gì ra? Học bên Đại học Công nghệ Ô tô. Đại học Công nghệ Ô tô. Dạ. Và lên Củ Chi làm việc có đúng với chuyên ngành mình học ra không chú? Nghe nó là không đúng cái ngành học chung ngành đó. À. Trước giờ có nghe con trai mình điện thoại về than phiền điều gì không? Không có. Con trai nhà mình có bạn gái hay là có người yêu gì cho chú? Không nghe đi, không thấy nó dắt về. Không dẫn về ha. Bao lâu thì con trai về thăm nhà một lần? Thì cũng 3-4 tháng như lễ rồi, như lễ 30 tháng 4 mới vừa rồi nó có về. Về cũng ở 4-5 bữa. Rồi xong rồi lên làm luôn rồi, cái đợt của hổm cũng mới về đây. Về làm bộ sơ đó. Nay tháng mấy, gần 2 tháng nay là không liên lạc luôn. Theo như chú cảm nhận rằng là con trai của chú có ngoan không? Dạ, ngoan lắm. Lễ phép không? Lễ phép lắm, nghĩa là ngoan, hiền, lễ phép lắm. Có bao giờ cãi cha cãi mẹ không? Không. Không ha? Không. Và tới giờ phút này thì gần 2 tháng trời rồi. Dạ. Chú có liên lạc được với con không? Không liên lạc được luôn. Từ cái ngày mà làm bộ sơ xong là không, mấy bữa sau là liên lạc hỏi mần được không, là không liên lạc được luôn. Chú đang sợ nhất con trai nhà mình gặp phải điều gì? Dạ, sợ vô cái mấy công ty nào bên lừa đảo cái gì đó. Sợ cái vụ đó thôi. Trong thời gian vừa qua chú có nghe về vấn đề việc nhẹ lương cao không? Chú có nghe về thông tin đấy không? Có nghe. Có đúng không ạ? Hôm đó lúc nó về đó tôi cũng có phiên giảng đó, nó vậy đó. Có phiên giảng rồi. Vậy là chú có truyền đạt và truyền tải thông tin để cho con trai cũng như là người nhà của mình để cảnh giác rồi đúng không ạ? Và tới giờ phút này thì chú thật sự chú không biết được rằng con trai mình đi lần này vì lý do gì. Và hiện tại đang ở đâu và như thế nào, đúng không ạ?
rất là sợ. Đây thật sự là một câu chuyện tiếp theo của một người cha. Nhưng mà về đây nhờ anh em đội sĩ Thanh Hà đi tìm con. Và trong câu chuyện của gia đình nhà mình là con trai nhà mình cũng đã được ăn học đàng hoàng đến nơi đến chốn. Đúng không ạ? Nhưng mà rất lấy làm tiếc thì con trai lần này đi là không cho gia đình biết một cái lý do là đi đâu, như thế nào. Đúng rồi. Trên cái video này chú có điều gì chú muốn tâm sự nhắn gửi tới con của mình, nói để con mình cảm nhận, hiểu được, để con sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Xin mời chú. Chú nói đi, chú tâm sự với con đi. Nghĩa ơi, cha ấy con có, cha lên đây cha tìm con có gì phước mắc, có gì cha Nghĩa cho về đi, có gì cha mẹ giải quyết cho, chứ con đừng tánh né vậy. Điều mà chú lo sợ nhất hiện tại ngay thời điểm này là sợ con trai chú sẽ gặp điều gì? Gặp điều bị sợ, điều bị vô sợ không qua vô công ty gì lừa đảo gì đó. Ty lừa đảo ha? Dạ. Chú có nghe về vấn đề đa cấp chưa? Có, con gái có nghe rồi. Gái biết ha. Em gái có điều gì muốn chia sẻ nhắn gửi cho anh hai để anh hai nghe được, để anh hai về đoàn tụ cùng với lại gia đình? Dạ thì em cũng mong là anh hai mong mau về nhà để gặp ba mẹ, tại vì ba mẹ đang lo, với lại cha cũng đang bệnh hôm giờ là đi kiếm anh hai á, là ba cũng bệnh hôm giờ, thì cũng mong là anh hai nếu như có chuyện gì thì về nhà để nói, để gia đình có gì cùng nhau giải quyết. Gia đình không bao giờ bỏ mặc anh hai hết, cho nên là mong anh hai sẽ về nhà sớm. Em ghé út nhớ anh hai nhiều không? Dạ có. 2 tháng trời qua không biết được tin tức của anh hai, em gái út có bao giờ đêm nằm mà rơi lệ không, rơi nước mắt không? Dạ có, lâu lâu nghĩ về thì cũng hay khóc. Từ bữa anh hai đi thấy giờ thì theo như em cảm nhận rằng ba và mẹ như thế nào? Thì thấy là ba với mẹ cảm thấy buồn. Gia đình còn niềm vui không? Dạ hết rồi. Còn tiếng cười không? Dạ không còn. Rất buồn. Dạ. Từ khi mà không biết được cái thông tin anh hai hiện tại như thế nào và làm gì ở đâu, có được khỏe không? Dạ. Đúng không ạ? Thì gia đình trở nên hoàn toàn xáo trộn mọi thứ, và tiếng cười cũng dần chìm lìm đi. Dạ. Con nói ví dụ bên ví dụ đó. Sao chú? Dạ thì hiện tại thì là anh hai em coi đang còn ở tuổi để đi khám nghĩa vụ anh. Là 25 tháng 10 vừa rồi là có đợt khám mà gia đình thì hiện tại cũng không liên lạc được tới giờ. Tức là vừa rồi thì bên nhà nước có gửi về cái giấy để khám nghĩa vụ đúng không? Dạ đúng ạ. Và bây giờ thì chưa biết thông tin anh hai ở đâu. Thì bây giờ thì sẵn đây thì em gái truyền tải cái thông tin này cụ thể và chính xác lên để anh hai xem được, hoặc bạn bè của anh hai có xem được để báo tin cho anh hai. Thứ nhất là sớm về để mà hoàn thành trách nhiệm nghĩa vụ. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là về để đoàn tụ với gia đình. Rồi, em út nói đi, em gái út nói đi. Dạ thì... vào ngày nào tháng nào là có giấy để mà mời đi khám nghĩa vụ? Dạ, là ngày 25 tháng 10 thì có giấy là triệu hồi anh hai để đi về đi khám nghĩa vụ. Nhưng mà anh hai á thì nhắn tin thì không liên lạc được. Cho nên là người ta đó, người ngoài xã đó liên hệ về gia đình á, xong rồi có... nói chuyện và bắt đầu là có lập biên bản, là người ta thấy tại vì không liên lạc được cũng lâu rồi, cho nên người ta châm trước là để cho gia đình đi kiếm anh hai trong vòng 1 tuần nữa. Cho tới ngày 3 tháng 11 á, phải đi về để đi khám, nếu không á, là người ta sẽ xử theo luật của nhà nước. Chắc chắn rồi, cái điều đó là chắc chắn rồi. Nên hy vọng rằng em trai có xem được cái video này, thấy ba của em cũng như em gái lặn lội một quãng đường rất là xa để về đây nhờ các anh đội hiệp sĩ của Thanh Hải đi tìm em. Thì hy vọng rằng em trai đang ở phương trời nào đó, hãy nhanh chóng quay trở về đoàn tụ cùng với lại gia đình. Còn trường hợp mà tới giờ phút này mà em không thể về được, hoặc là em bị khống chế, cũng như là em bị sập bẫy các đối tượng mà về vấn đề việc nhẹ lương cao, thì em hãy nhanh chóng gọi là bình, thứ nhất là em phải bình tĩnh và em trực tiếp em liên hệ về với các anh của đội hiệp sĩ của Thanh Hải 0913785858, để các anh cùng với lại gia đình ngồi lại với nhau để bàn bạc, để lên kế hoạch để mà đưa cũng như là cứu em quay trở về một cách an toàn nhất. Tới giờ phút này thì một người cha đang ngồi đây thì tóc bây giờ hiện tại cũng đã 2 màu rồi. Nét mặt thì rất là buồn, rưng rưng nước mắt, nghẹn lòng, không nói nên lời nữa rồi. Và một người em thì hôm nay em là phải nghỉ học hả? Dạ. Em hiện tại là đang học ngành nghề gì? Dạ
Dạ bên em học bên xuất nhập khẩu. Xuất nhập khẩu ha. Dạ. Năm thứ mấy? Dạ em năm 3. Một người em là phải tạm dừng công việc nghỉ học để mà đi kiếm anh hai. Dạ thưa cô chú anh chị, thì thật sự đây lại là một câu chuyện rất lấy làm tiếc của một người cha, một người em để về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đi tìm người thân. Thì rất hy vọng rằng tất cả cô chú anh chị xem video này chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ lên khắp các trang mạng xã hội để hy vọng một ngày gần nhất là em trai sớm quay trở về để đoàn tụ cùng với gia đình và đi khám nghĩa vụ quân sự của nhà nước. Thì nếu cô chú anh chị có thấy em trai như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp cũng như là khuyên em trai sớm quay trở về đoàn tụ cùng với lại gia đình. Thì chú và em gái còn điều nào muốn chia sẻ nữa không? Mình có điều nào mình muốn cảm ơn tất cả cô, ông bà, cô bác, cô chú, anh chị trên cộng đồng mạng không? Dạ, thì con nhờ mọi người ở trên trang mạng xã hội cũng như là anh chị em, bà con cô bác á, nếu như mà ai mà gặp được anh hai của em, của con á, thì mọi người hãy liên hệ cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải. Theo số điện thoại. Theo số điện thoại 0913 7858 5858 để có thể cho anh hai con được về sớm với gia đình hơn, để cho cha mẹ con hết buồn. Và con xin cảm ơn, nếu như mà mọi người có gặp được anh hai con thì hãy chia sẻ giúp cho gia đình con. Con xin cảm ơn. Sau ngày mà cái sự việc này là từ lúc con đi tới giờ mình đã trình báo cơ quan chức năng công an chưa? Dạ có trình báo rồi. Trình báo rồi đúng không? Dạ. Em gái thì sau cuộc nhờ anh em giúp đỡ này thì em gái về vẫn cứ tiếp tục con đường cấp sách tới trường nhá. Dạ. Mình phải yên tâm củng cố tinh thần để mình học tập tiếp nhá. Mọi chuyện thì cứ để cho ba và anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải lo cho nhá. Cứ yên tâm học hành đi nhá. Đừng bỏ dở dang nhá, ảnh hưởng. Rồi không được theo được cái bạn bè, theo được khóa học nhá. Dạ. Thì khi mà chú và con gái về đây thì anh em giúp đỡ hoàn toàn miễn phí. Chú nhá, nên chú cứ yên tâm nhá. Thì toàn bộ câu chuyện thông tin chú và con gái về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải thông tin tìm con trai lên khắp các trang mạng xã hội có đúng với sự thật không? Dạ đúng. Đúng ha. À. Chú và con gái có đồng ý cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải thông tin này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con trai mình không? Dạ đúng. Chú đồng ý không đồng ạ? Đồng ý. Em gái đồng ý không? Đồng ý. Dạ rồi, cuối video này thì con không biết nói gì hơn, chỉ biết chúc cho chú nhiều sức khỏe. Và đặc biệt là chúc cho em gái là cố gắng học hành thành tài nhá. Dạ. Và cái điều hy vọng rằng 1-2 ngày tới hoặc có thể là 1 tuần tới sẽ có một cái thông tin tin tức về con trai cũng như về anh hai của em, của chú. Dạ. Con của chú nhá. Dạ. Thì thôi thì chú cố gắng nhá. Dạ. Em gái cố gắng nhá. Dạ rồi, thì cuối video này em thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, thay mặt gia đình xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng đã quan tâm cũng như là theo dõi, chung tay góp sức với đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đời giúp người để xây dựng chương trình tìm kiếm người thân được thành công, được tốt đẹp hơn. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn. Xin hẹn cô chú anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.